mình đặt lại thử rồi. Không phải, cái chán giọt giọt giống rồi. Bây giờ mình đặt lại thử đi. Rất là giống, không thêm một nét. Anh, mà sao anh giấu cái bọc gì trong đây? U u kìa. Cái này là mũi chích anh hay vậy? Ở lòng trời. Rất là sợ. Tiếp một danh bự quá à. Ngộ quá à, sao anh nào có không vậy? Em cũng có cọng dây. Anh, em quăng xôi quá. Nó buồn quá sợ. Tính ăn xôi giò cũng dắt rồi đó. Ra uống lộn rồi. Ra rồi. Bao tỷ cho 15 ngàn đến có 100 ngàn là lỗ 15 ngàn. Mấy chai mặc áo sơ mi mê chai. Không chừng hỏi tính anh có 20 ngàn chừng hai gói coi tắt dùng chưa vậy. Nếu như mà anh mà thích anh có thể chọn quyền. Tao mất, tao mất. Tao mất. Tao mất rồi đó. Rất đẹp trai nha. Anh là trai miền Tây đúng không? Bắc. Bắc hả? Hà Nội hả? Cái kiểu mọc miền Tây. Thường thường cha miền Bắc, miền Bắc đó người ta sẽ ăn mặc rất là thơ ra. Ờ, cầu này lai hả? Vô lông nữa. Đông Bắc thôi, chúng ta ở đây. Ở hàng gì ông ăn mặc không rất là tròn. Còn trai Hà Nội là người ta ăn mặc rất là kiểu nhìn vô là có bóng lửa. Bóng này về có con bịch nghe chứ không có lửa. Bóng này là bóng bịch. Bóng bọc là kiểu gì đó. Một bọc. Trời ơi. Có nào tới nay mắc nghèo không ta? Không mà. Cho đây là cái chiếc hồng lắm nha. Em đang tính mua mấy cái sữa tươi không đường. Nó đỡ đau hổng kẹp không hả? Không đạm hả? Không đạm hả? Tính kiểu gì đó. Kẹp không đạm. Anh thử em ho được cái em có đàm không anh? Có đàm không ta? Nhà hàng ở đâu? Anh hả? Còn anh? Nhà. Sao không? Thôi. Thì thôi, vậy thôi. Thì cũng đồ cặp, đồ ô, đồ áo đen, đồ quần trắng rồi đó. Tính lôi tôi vô câu chuyện tình tay ba. Hai anh em sinh đôi mà không hề giống một nét. Giống hả? Không có giống. Thề đi. Còn mẻ Đồng Nai nữa. Hai cái mũi giống nhau thì đúng rồi. Hai cái mũi giống mà sửa chung chỗ thì giống. Em giống luôn á. Sửa chung chỗ luôn hả? Trời ơi. Cái này thì em cái gì đó. Mình ráp tàu xe lửa đi. Mấy anh có biết đi xe lửa không? Ô, đừng cho bùng binh đi vòng vòng chán. Nhưng mà em thích ở chính giữa, em thích ở chính giữa. Ai vậy? Ai vậy? Nhắn tao đã là ai tao hỏi rồi. Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Chết da rồi. Hải Phòng Giang Hồ. Trời chí. Trời ơi, đúng rồi ai. Lướt hết nè. Cái chiều nhậu không? Tối nay nhậu nha. Ok vui vẻ. Ai nhậu? Ồ. Bữa nay dẫn chồng qua đây luôn. Trời. Dẫn vợ dẫn chồng. Anh dẫn vợ dẫn chồng. Em vợ anh. Có tiếng về tới rồi. Anh ơi, cái tủ em nó bị dướng cái gì kìa. Cái quần đi ôm á ơi. Ủa phải không? Mở cái tủ nó dướng dướng. Anh cho em lấy cái tủ. Mở cái tủ nè, mở cái tủ. Trời ơi. Cha ơi cha cho đứng nó kẹt cái đồ mở tủ người ta kìa. Gì tên hả? Nào. Gọi. Em biết tên.
Rồi rồi tới liền. Em nó hợp tương đó. Thôi về thôi nha. Đó. Chơi cái gì mà anh che mặt không mà sao quay được. Trời ơi đừng có che che vậy nè. Trời ơi. Trời trời. Em nguyên phòng. Em muốn sớm đâu mé đâu anh em ở đây. Ở chung nhà đó nha. Ở chung nhà mà mặc đồ giống nhau. Có vẻ giống nhau luôn. Phải chăng cái gì cũng giống nhau hay sao? Ê, chở con có quần phì giống không? Anh đứng. Anh đây. Màu xám đúng không? Rồi, vậy là hai người có chung mớ. Trắng hả? Cái màu đen hẳn bình thường. Anh cho em coi có quần phì giống không? Có nha. Có không? Có không? Nào đâu cho em coi có bổ quần phì. Cỡ nào cũng có đó. Bảo đảm. Ngộ anh, sao cái đầu đùi nó có cái gì đây kỳ kỳ vậy nè. Anh sẽ bị ghê quá. Trời. Chúng mình đó. Sao tại anh lại đưa điện thoại cho nó? Anh biết đâu giật đại nó đại chứ đâu. Giờ mình làm như ta ăn không được chứ. Chắc bạn được. Anh. Mà biết tên ổng là cái gì không? À, Hục Tỷ. Ủa tên gì? Ở Lỷ. Anh tên Chí má ơi. Anh tên gì? Chí phải không? Vậy mà nó nói tên Ở Lỷ. Nó nói vậy đó, em cũng Ở Lỷ là gì mà nội? Ở Lỷ hả? Là gì vậy? Ở Lỷ. Hai trái xịt tên. Đó cả nhà thấy không? Đẹp trai chưa cả nhà? Anh tên Lâm nha cả nhà. Ủa ai kêu giáo ạ?
ai sống với tôi đi đâu xu đâu ê xu xuống xu xu đang bên cái thằng vậy á em lại sẵn bê mà sẵn căn hộ chứ phải sẵn ốc thích nha em tới chưa không cặp bên em mấy chú bảo vệ lấy đồ của anh Chí anh mới gửi anh đi rồi chồng bội Nhi đó thì nó kế bên luôn chồng mà Nhi đẹp trai quá là kế bên luôn đúng rồi phải mặc ở bảy mặt cái mặt đường vô hẻm 793 Trần Quang Toàn á dở hề thôi bởi giờ đi làm nè không biết là ca gì nữa đây nè chú My ơi cho tương nè dạ vậy ha lấy con không ngoại cũng đẹp trai như xưa em giấu dữ lắm hôm nay chồng em mới xuất hiện rồi chứ anh ở đây lâu rồi có thấy đâu em có rất là nhiều chồng đây là chồng thứ n n n anh Chí dễ thương lắm nha thì anh Chí là chồng cưng cho nên dễ thương đúng rồi chứ chả lẽ chồng bà chồng chị nghĩ sao mà tay mới vừa qua chưa kịp gì mà giật điện thoại người ta ủa chứ bây giờ tôi là điện thoại công cộng ai muốn cấm ở đâu thì cấm trời thì ơi tôi thấy anh nghe điện thoại bà nghĩ anh Chí cấm bà không anh có nên cấm em không không anh trả lời chứ anh con trai mình để nó trả lời gì kỳ vậy chồng tôi phải trả lời thì anh chuẩn bị sợp tôi luôn để chứ đừng nói cấm đó nè 1, 2, 3 anh ghi vô luôn nè anh nghĩ ăn luôn mà tin không trời ơi anh nghĩ ăn anh ăn tôi tráng miệng vui vẻ không quạo cái bà trời ơi nè nhìn nè anh chọt nè hai mặt đỏ thấy không bà làm được bà làm như tôi không ảo thật chứ anh chọt đi không bà làm được như tôi không ảnh gọt luôn hoài rồi má ủa mày ăn mình đi má mấy bữa là tôi hay đi vắng nhà là ảnh gọt luôn hoài bán gần hết là chuẩn bị đi nhậu nè mọi người ơi vô luôn trời ơi anh con bé đó nó dễ thương à nó ốm nhờm mà lên đây luôn lên đây luôn ngày nào nó cũng mang cái gì còn gái còn má mắt mới rồi bà nội kìa ốm nhờm mà con anh cái gì chưa kiếm ốm nhờm ha mời khách vô cả nhà ơi vô nào tại vì nó hơi lạ nước tương là không có với lại tương đen ở nhà mình nấu rất là ngon nên là mình phải ơi tương đen là ngoại phải hôm nay cái gì cũng được hả cái gì chân mày không sao vậy má không có gì có đời nào dễ chân mày đó bà nào mấy bữa đi hát thì tôi mới dễ á bà hỏi chồng tôi hồi xưa lần đầu tiên chồng tôi gặp tôi còn xấu hơn vậy vậy là có nghĩa là hai người ngày xưa đã là sao thôi em nói ra thì kệ anh tự nói đi có làm gì đâu ủa em đâu có nói cái gì đâu mà tự nhiên anh nói có làm cái gì đâu anh tự khai á nha anh bự gấp cắm được về đâu tướng nha đang là cảm ơn Châu nha ngủ mãi xuống chưa hả? Ừ. Anh biết gì thôi à, anh với biết chơi biết em thấy mấy đứa kia nó thổi vô cái bọc ni lông nó dễ chết lấy đây cười hoài con thưa mẹ lúc mà em mới lớn mẹ mà dễ nó là cho em lấy em lấy chí chú em mới lớn má không cho em lấy chồng má cũng không cho mà cưng còn cãi mệnh trời đó chứ má cưng cho không biết sao à hả tối rồi của chị hả 5-7 ngàn tức ghê nước 15 nữa là 72 biết gì lúc đó cãi cha cãi mẹ theo ổng luôn đi tới giờ là có con có cái mà giờ cũng đâu có muộn em được giờ nó thương em rồi ba chục rồi ba đời mới qua hôm qua có đâu có lợi đâu có đây cũng
ổng qua trễ xong bắt đầu ổng kêu mình ráng lên cho anh clip cho anh clip. Ngày nào cũng đi khuya về á, không biết đi đâu. Chơi gái á. Ngày nào cũng chơi gái chơi. Bữa nay không có ai cho tôi chọc rẻo hết nha. Cơm nha. Quê Bảo Nhi, ở Sài Gòn cả nhà ơi. Ở quận 5 Sài Gòn á. Ông này ông canh thấy mời ông canh đó lúc coi nhớ đèn lại ông lại. Ờ, tôi hay dữ rồi ta. Có đâu kêu có mấy món cái khán gì kêu ấy chấm nhận luôn tổng kêu đi nó đi rồi chấm nhận luôn tổng đợi dữ là bố cái đẹp kêu xin đi đâu biết đâu con gà nào gà ha alo lấy cái con lông đi ngoại con lông tin đi có cường qua đi tin hết rồi thôi chị mới ăn xong rồi tranh thủ qua sớm sớm chị bán gần hết rồi đó chị đi đó đi coi nghe nó xong xong rồi đó chị đi con rồi hồi nói chị đi với bạn nó tranh thủ qua sớm đấy trời nó đau quá đang cơn sơ đau lắm hay mốt luôn đó trời ơi tại sao mà chồng tôi qua đây mà lại kiếm bà là tao giúp tôi ủa tại sao hết là vợ chồng nữa đây ủa chứ bà không biết tôi với ông Chí là vợ chồng ủa gì hả là bà tính giật chồng tôi không có là phải cho đồ ăn rồi em đi thế 7-8 năm xong bà đừng có nói cái gì nữa hết trơn á nó nghe nữa trời á tối nay anh nữa anh ngủ em qua nhà anh ngủ lợi con chí hello lợi cái gì nè để anh qua nhà em ngủ đi của mình em nó rung rinh đó. Đồ ở nhà em ngủ nha mọi người. Tại sao lại dẫn gái qua đây ngồi với chồng tôi? Tú mà. Chết rồi, đi chồng vợ gì vậy chứ? Sao giờ? Tôi không thích hả? Không, không chịu đâu. Tôi đã lạc làm lớn chuyện đó thôi. Không biết cho bất la quá. Cho người ta ăn tự nhiên kìa. Đó thôi coi cho anh vô hình đi. Bây giờ mà có mấy ông nghỉ quay em đi kỹ nè. Đeo khẩu trang vô. Kỹ liền. Biết sao anh thích nhìn em ăn. Alo. Biết rồi. Ủa em ơi, em anh điện cái số người nhận rồi mà. Em điện cho anh bây giờ anh là người giao mà. Hồi nãy em qua bên đây lấy đồ rồi đúng không? Em gọi cho cái số người nhận á. Còn ngồi quay dữ hoài luôn kìa. Nhỏ nghỉ ăn luôn. Ác dễ tơ ác à. Làm tôi rồi sao đi. Em về bây giờ mà cũng mấy ông nghỉ mà gương ba cái mít mà thả xuống sông. Mà cứ bóng tống bang bang lên ăn cơm về cơm bạc nhà ta. Làm mấy ông nghỉ quay à.
trăm ngàn cho xu bỏ bánh bao vô. Nghỉ 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 nghỉ. Trời ơi là trời. Lắp hết vô rồi còn gấp vào đông nó ná. Nghỉ nghỉ nghỉ. Trời ơi là trời. Không nghỉ. Đúng. Hai thí này là cười quá trời cười này. Cái clip dùng hết những người vừa ngồi chung với bò. Đúng rồi chị. Chỗ này đâu? kiểu như là trong một cái đêm nọ thì hai đứa lạc ở trong rừng rồi xong rồi không có thấy đường rồi kiểu như bị mất nhận thức thì lỡ lấy nhau thôi. Nhi ở phía sau có trai đẹp nói muốn tự tử rồi. Coi Nhi tự tử gì nữa, thấy ngắm em mà muốn tự tử luôn, thấy ghê không? Không tươi nha má, nam xấu muốn chết rồi mà tự tử cái gì nữa. Sạch đồng quá à, phải lên rồi. Trời ơi. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Cản hồng em kịp luôn. Xu mới đi đâu về em? Xu ăn đi Xu. Không có nói hai đèn trước cho em ăn được không? Không có nói mấy anh quay hoài, không có nói xấu không có nói chuyện, nói xấu ai được khác chưa? Sao mà đi, không có hai đứa buồn bỏ. Mời là cái bút bể hết. Biết, bạn nữa nó biết hết rồi. Biết là sao biết gì? Đi anh ơi. Cái đừng lấy tiền nha cha nội. Thôi trời. Thôi thôi đưa em. Thôi thôi tội nghiệp ta vậy thôi cho đỡ xin trả cho. Thôi rồi. Rồi. Ở đây có bán kẹo gì vậy? Su thích ăn kẹo gì nhất em? Em thích ăn kẹo bông gòn. Kẹo bông gòn. Cảm ơn anh.
chết rồi chú anh đi đặng em đi về đặng nha. Còn Quân cũng quay hai máy luôn rồi thiệt. Không mà. Rồi quay về đi theo. Quá chú tiền nha. Anh trả luôn hả? Đợi lấy kẹo luôn số rồi sao về. Dạ thôi để chút người ta đem lại. Ôi giời, xe cái chiên chiên nè, không có chủ rồi, em là chủ ở đây rồi, Su Su ơi. Du Mi Bội Nhi không thấy ai hết á. Đi chơi luôn rồi. Đó em lại em giật chồng cũng đó, giật bồ gì tôi lừa hết á. Không, cái này là quen 5-6 năm rồi anh. Năm sáu năm rồi, có giật là Bội Nhi nó giật của em á. Trời. Phải công bố nói rõ cho người ta bị hiểu. Rồi trai đẹp đem kẹo đậu phộng lại luôn nha cả nhà. Rồi đưa đi lấy kẹo lại cho người đẹp luôn đi. Hay quá cả nhà ơi. Cái gì nãy giờ quên kêu hả xuống trên. Nãy anh kêu đầu giờ rồi, anh kêu lúc em sao điện bà không ra hay sao? Xô ăn cá viên chiên đi em, để không thôi nó nguội cơ. Không em nghe hết rồi, nãy em ăn cả hộp luôn đó. Trời ơi. Sao hải bộ chú hải ăn cá gà đi chứ. Trời ơi, anh xuống dạy em không, em không có tiền đâu. Hot girl là phải đi với lại cái gì không à? Phải... ở trong đây. Cái đó là quán cà phê đó. Quán cà phê. Em có xuống quán cà phê đó giờ lần nào chưa? Chưa, đi ngang rồi đó. Bây giờ em xuống đi anh, anh bao cho. Rồi, em xuống dưới đâu. Không, mình lên đây vui á, nhiều khi lên đây quay phim đẹp á, trên bên khung cảnh ngồi trên cà phê đẹp lắm. Nãy giờ chọc su su không nha cả nhà, vui vẻ là chính nha cả nhà. Nó học chiếc thuốc trời chết thôi. Trời ơi, bé này dễ thương, cái mũi đẹp như vậy, giống diễn viên dưới trời. Hot girl của anh Tư á. Hot girl luôn hả? Đây nè, đây nè. Tụi nói kìa. Mũi xanh lên trời. Nó nói xanh. Anh nói trước hay sao rồi? Đây là nói trước quá. Mình nói trước mà, hát bà. Trời ơi, cái xanh vậy trời. Rồi, em ơi, em làm ơn chụp với anh Bội rồi. À, mọi người cầm máy rồi chụp với Hot Boy. À, anh Khánh vô chụp vào hình với Hot Boy một cái. Anh Khánh à, em cho anh xin chụp hình với Hot Boy một cái. Giữa này chụp ba người, chụp ba người chết ông chụp hình. Rồi rồi ok. Kẻ ra phụ dọn cái thôi. Trời ơi, chụp cái hết rồi. Trời ơi, hay dữ rồi trời. Miễn lên hình là anh vui à. Mọi người cho anh lên hình lên. Biết sao nè, không biết được ai nữa. Hay dữ rồi trời. Trời ơi, hay quá. Giờ em đem qua đồ ăn mà được vậy đó anh Tâm. Trời ơi, thân trần này ngộ quá đi. Trời, thấy không, thấy đồ ăn không? Không có dê chồng em. Bà nhiều chồng bà nhiều quá. Thôi thôi đủ rồi anh Tâm, anh dằn mặt em chứ gì. Em thấy người ta hạnh phúc vậy, em không có gì không? Hạnh phúc bây giờ chỉ là chồng em mà. Kệ lâu lâu nói chuyện với chồng em xíu. Không sao. Chứ tối nào chồng em cũng ngủ với em, cái em cũng chán vậy. Nhiều khi hai vợ chồng em nghe lộn trong cơ quan ngủ khế hoài gì. Mổ tịch mấy nhỏ rồi. Trời ơi, trời ơi, chưa bạn hỏi lạc trời gì chứ. Trời ơi, liền luôn hả? Đâu coi coi. Thấy ta hạnh phúc vậy à. Hạnh phúc cái gì trời ơi, chí với Su chỉ là chị em thôi. Thôi, gì nhanh như vậy. Thật sự là không hề quan tâm tới em, anh cứ về với Su và em thì em đập đầu chết em vừa lòng.
Bạn nó chụp nó hỏi đi đâu vậy? Trời sao cái mặt nó thảm vậy? Ở trễ về nghe, nghe vô cái gì thảm buồn. Thiệt luôn á. Cái cảnh này bắt tôi sống sao đây nè trời. Chết rồi, quay YouTube chí là phải share lên Facebook luôn. Đó thẳng mặt. Đây là Minh Chí DJ nha mọi người nha. Chí ơi, Facebook của em là cái gì Chí ơi? Dạ Minh Chí ơi. Minh Chí cả nhà. Facebook là Minh Chí, mở ngoặc dòng Bích Vi Donna. Quá trời ngồi tối ha. Đem hộp nem hay hộp gì đó là lên kìa. Ê lấy hộp làm xưởng lên ăn đi. À, thôi thôi không ai ăn đi Minh ơi. Trời lại tất cả. Chung ấy vậy. Cái lộn bội nhi. Trời à, thấy chưa. Kêu con bé hộp lu rồi dọn phụ. Giỡn mặt rồi nha. Qua ngồi nói chuyện với mấy Kim Anh. Kim Anh ơi, chị chạm đâu. Ủa, có con Quách Thành Danh á. Tôi nghe Quách Cao Thành Danh hát nhau trước hoài. Thấy ốm gì kìa. Có không? Có ốm không? Tôi mà ốm tôi mới đẹp. Em ấy chị ơi, nó xuất sắc. Ốm rồi bây giờ. Mới 10 mấy à. Thôi đừng quay nữa đi.